Và tiếp theo lên cho em mã số 26 này, con này size 17 cân đến 40 cân cho em này, váy nơ nhá. Mã số 26 119.000 đồng cho em 26 này. Cái này lên là 26 cho em nhá. Cái này lên là 26 cho em màu xanh này, 26 màu trắng này, 26 cho em màu be này. Cái này lên là mã số 26 cho em nhá, váy nơ ngực rất là đẹp luôn ạ. 26 cho em màu hồng này. 26 màu hồng cho em này. À, có mẫu nào 12 16 cân không có nhá. Rồi cái này lên là mã số 26 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 26 cho em này. 26 này. Size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân cho em 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 cho em nhá. À, màu hồng này, 26 lên cho em màu be này, cái này là hoa liền nha mọi người ơi. Cái này hoa kết liền cho em này. 26 cho em màu trắng này. 26 lên cho em màu xanh này. Màu xanh cho em mã số 26 119.000 đồng cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. Mã hàng là 26 đi. 26 ạ. À, tâm bình có 26 ok này. 26 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em nhá. 26 ạ. Rồi 26 xanh, 26 trắng này. 26 be này, màu này đẹp lắm. Cái này chất liệu của nó là đùi gân co giãn nha mọi người nhá. Cái này chất là đùi gân đẹp cực. Đây đùi gân rất là đẹp luôn, hoa phối liền luôn này. Đây đây là giá bán rất thoải mái và chất nó rất là mềm luôn. Mã 26 nhá, 17 cân đến 40 cân cho em nhá. 17 cân đến 40 cân cho em. 17 đến 40 cân, 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 đồng. 26 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn 119.000. Đây hàng đấy sai đi. À, lên cho em cái mã số 27 này. Đây chắc là lấy cho mấy con cái số 34 nên mấy con cái 34 này này. Lấy cho nó 36 đi. Trần Bích lên số điện thoại đi. Trần Bích lên số điện thoại rồi, lên hàng lại sai cho em này. Trần Bích lên số điện thoại nào, Mỹ Thương có 26 ok này. Rồi mã này lên cho em mã số 27 có 2 cái này. Mã số 27 cho em 2 cái này. Cái này lên cho em size 10 size 20 cân và size 30 cân cho em, mã này lên là 27 cho em nhá. Mã 27 cho em này, 70.000 luôn này. 27 70.000 luôn nhá. Cái này lên cho em mã số 27 70.000 cho em này. Gọi con anh sang đây bán hàng lại sai cái này đi. Gọi con anh sang đây để bán hàng lại sai này đi. Rồi cái này lên cho em mã số là 27 cho em này. 27 nhá. Mã hàng số 27 cho em này. Con này có size cho bé là từ 20 cân này. Cái này 20 cân và một cái là size 30 cân cho em với giá là 70.000 nhá. Có hai cái thôi ạ. 70.000 lên cân nặng cho em 27 hàng lẻ size nhá mọi người nhá. 27 thôi. Các chị lên cân nặng đi. Okay.
số 29 này. Giờ mới được quận. Quận dưới. Mã số 29 cho em nhá. Size 20 cân đến 40 cân cho em mã số 29 này. 20 cân đến 40 cân không lựa màu 70.000 cho em 29 nhá mọi người nhá. Cái này đây là 29 này. 29 nhá. Các chị ơi lên số điện thoại đi. Mình đặt hai bộ nha shop. Tố Ngọc làm gì? Ngọc Bích chứ, Ngọc Bích lên số điện thoại chứ. Quên để Tố Ngọc. Ngọc Bích ấy, Ngọc Bích lên số điện thoại nhá. Rồi ok, Tố Ngọc của tôi rồi. Cái này đây là 29 cho em nhá mọi người nhá. 29 này, 29 cho em nhá. Bố vuông cho em 29 size 20 cân đến 40 cân có 4 cái rồi lên cân nặng mới được này. Chị nào lên cân nặng nhanh thì mới được này. Đây có cả màu xanh và màu vàng cho em nhá các chị nhá, hai màu nhá. Xanh vàng cho em 29 nhá. Mã hàng 29 cho em với giá là bao nhiêu nhỉ? Ngọc Bích lên số điện thoại đi nào. À rồi ok. Rồi mã này lên là 70.000 nha. 70.000 cho em mã hàng 29 nha mọi người nhá. 70.000 cho em 29 này. Xanh với vàng không lựa màu nhá. 29 70.000 cho em ạ, đẹp lắm. Đây là chất liệu của nó là đúng tơ mềm cho em nhá. 20 cân đến 40 cân cho em. 20 cân đến 40 cân mã số là 29 nhá. 29 cho em là tay hến này. 29 cho em 20 cân đến 40 cân cho em nhá. Vui lòng đi đơn nhá, là từ 2-3 sản phẩm trở lên thì nó được gọi là đơn nhá. Một cái này em không gọi đâu nha. Một cái không gọi được đâu. 29 nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo lên xe này. 30 này. Hai này.
cân 34 tuổi cho em 32 này. 32 tặng luôn 50.000 cho em này. 15 đến 18 cân cho em 32 nhá. 32 lên con này cho em 32. 15 đến 18 cân này 34 tuổi mặc vừa cho em 50.000 cho em 32. Mã hàng 32 cho em. 32 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá mọi người nhá. À, các chị ơi nhớ là hàng lễ size thì mọi người phải đi đơn 3-4 cái trở lên thì mới được gọi cho đơn nhá mọi người nhá. Ít nhất là phải 3 cái trở lên nhá. Cái này chất rất là đẹp 32 này. Cái này chất đẹp lắm. 32 chất chấm bi nhá. Cái này chấm bi mặt eo có dây thắt eo này. Size 15 cân đến 18 cân 3-4 tuổi mặc vừa cho em nhá. Đúng rồi 3-4 tuổi mặc vừa thôi. 15 đến 18 cân 32 50.000. 50.000 cho em nhá. 32 lên cho em cân nhá mọi người nhá, 10 đến 17 cân.
cân cho em, mã này lên là 35 nhá, 50.000 ạ. 35 50.000 cho em. 17 cân 4 tuổi nhá. 1 đến 4 tuổi mặc vừa, mã này lên là 35 mà. Đúng không? Chị 35 nhá. Mã này là 35 cho em này. 50.000 một cái cho đẹp lắm. 35 50.000 cho em nhá. 10 cân đến 17 cân, 1 đến 4 tuổi mặc vừa cho em nhá. Có cả màu đỏ, màu vàng và màu hồng cho em nhá. Các chị không lựa màu đâu nhá. 30 mấy nhá, 35. 35 nhá. 35 50.000 một cái này. Xin chưa? 35 50.000 cho em nhá. Đây, các bạn nào nhiều nhiều em bắt tay chị xem. 35 50.000 cho em nhá. 35 50.000 cho em này. Thank you.
cái yếm tặng 40.000 luôn này. Cái yếm nhá, yếm lanh. Yếm lanh cho em 30 cân để 40 cân cho em. Em duy băng này, cái này em duy băng cho em yếm nhá mọi người ơi, cái yếm cho em này. Cái yếm cho em 30 cân đến 40 cân, 45 cân, 30 cân, 45 cân, 38 40.000 nhá. 38 40.000 cho em yếm nhá. Cái yếm cho em này. 30 cân đến 40 cân, mã hàng đây là 38 40.000 cho em yếm nhá mọi người nhá. Cái yếm cho em đi. 38 40.000 cho em nhá. Chợ lên nhá.
3 sản phẩm trở lên. 3 sản phẩm trở lên cho em thấy chị Phương Trần nha, em thấy comment của các chị nhưng mà em không đọc đâu. Tại vì đây là hàng lẻ sai. Vì đây là hàng lẻ sai, chị nào may mắn thì được, vừa sai thì được nha mọi người nhá. Cái này lên 41-50.000 một quần cho em nhá, size 20 cân đến 27 cân cho em này. 20 cân đến 27 cân quần giấy, bò giấy rất là mềm. 50.000 một cái, hàng Quảng Châu á. Hàng Quảng Châu xịn luôn á. Mà 4 mấy? 42, quần là 42 nhá mọi người nhá. Quần này là 42, mã số 42, quần bò cho em này, 42 50.000 này. 42 nhá. 42 cho em. 50.000 42 nhá. Cho em bộ yếm luôn nhá. 44 em có 3 cái thôi mà, 44 em hết rồi nhá. 44 em hết rồi. Rồi cái này lên là 45 này. Mã này lên
từ 15 cân đến 30 cân cho em 46 này. 46 này tặng luôn này, 40.000 luôn. 46 nhá. Mã hàng cho em là 46, 40.000 đồng cho em này. 40.000 đồng cho em 46 đi. Đây đây là 46 cho em 40.000 nhá. 40.000 cho em. 46 nhá. Cái này lên là 46 cho em 40.000. Co giãn nhá, cái này chất co giãn cho em phần eo, co giãn cho em 46 này, 40.000 đồng cho em nhá. Size 15 cân đến mấy nhá? 25 cân. Ừ. 15 cân đến 25 cân ạ. À? 15 cân đến 30 cân 46 nhá. 46 cho em 40.000 nhá. 46 cho em. 15 đến 30 cân. 15 đến 30 cân 40.000.
10-14 tuổi nhá. 10-15 cân cho em tặng luôn 40.000 49 này. Mã này đây là 49 cho em nhá. Mã hàng 49 cho em này. Mã số 49 nhá. Cái này lên cho em là 49 đi. 49 cho em nhá. 40.000 cho em nhá. 40.000 cho em. Cái này là nâu liền là 40.000 cho em nhá. 40.000. Size cho bé là từ 10 cân cho đến 15 cân cho em một cái 4 cuộn mặc vừa nhá. 49 50.000. À cái này là 4 mấy? 49 đúng không? 49 nhá. Cái này lấy là 49 cho em nhá. Mọi người là 40.000 một cái nhá. Mọi người cái này là nâu này. Nâu trước này. 40.000 cái. Trời ơi đẹp dã man luôn. Chất mềm lắm. Chất rất là mềm. 10 đến 15 cân 1 đến 4 cuộn mặc vừa cho em có 4 cái thôi ạ. 49 nhá mọi người nhá. Cái này là 49 ạ. 49 cho em 40.000 một cái nhá. 40.000 một cái cho em 49 nhá. Mã hàng đây là 49 cho em 40.000. Một ngày bán tí rồi chứ. Dạ. Hôm đấy nha. Tắt nha. Sao? Tắt lên lại. Ok không? Ok không? Đây lên xe mã số 50 mã cuối cùng em lên này. Cái này đây là 50 thôi.
cho em 40.000 luôn này. 52 15 17 cân nhá. 15 17 cân cho em này, 52 40.000 cho em này. Và đây là 52 40.000. 52 máy xong 40.000 cho em nhá. 15 17 cân cho em này. 34 tuổi. 34 tuổi 52 nhá. Đây là 52 70.000 nhá. À quên 40.000 nhá. 52 40.000 có 3 cái thôi nên cân nặng của em. Lên là
tắt cái rồi mọi người bảo lại giúp em nhá mọi người nhá. Em tắt rồi lại bảo lại nha. Bye bye. Em tắt cái rồi bảo lại luôn á nhá. Úi giời ơi, con gì? Má vừa vô đầu like. Im nè, vô like, vừa vô đầu like rồi bu lên miệng luôn rồi, xong luôn rồi. Xui luôn rồi. Trời ơi, vô đầu like. Rồi bu ngay miệng luôn. Rồi đậu mép luôn, xong luôn rồi. Ê mấy chị ơi, em làm rồi mấy chị. Mấy chị ơi. Chị Ngân với lại vô trong đi. Lúc nào xong thì ra. Rồi nha, trong đừng đánh nhanh. Cái con kia bớt chừng nhạc được không? Á vô rồi. Bố mày vô là bị ruồi bu ngay miệng mày đó. Bố mày xui rồi đó. Á còn đi sao? Em lại lấy chị đi móng tay chị nó bay mất. Trời ơi, buồn ơi là buồn. Tức cơ mọi người. Ê mọi người đừng có nói nha, hôm qua em có đăng cái phủ mợi á. Mọi người đừng có nói rằng là cọc 1 triệu mà mọi người xả không là vấn đề. Tất nhiên cọc sỉ xả hàng 1 triệu mất là đúng rồi. Thực sự luôn á, em không hiểu luôn. Hôm qua có bà kia kêu ủa người ta hở cọc như vậy 1 triệu người ta mất tiền cọc. Em nói 1 triệu tiền cọc không có bỏ đáng ra với mấy trăm cái đó mọi người. Thứ nhất là cái công của mọi người lên đây like lửa em lửa cho mọi người. Em giữ hàng cho mọi người còn cả nửa tháng. Xong rồi nha. Chưa kể rằng là cái đơn đó em tính sỉ cho mọi người không có lời bao nhiêu tiền hết á. Thà em để bán lẻ không sướng hơn là mọi người. Thiệt. Cái thứ hai nữa là mấy chị nói rằng là ừ người ta không lấy được người ta mất cọc. Tiền của em giữ 1 tháng rồi. Giữ hàng 1 tháng rồi mấy chị nói chuyện nghe mắc cười lắm luôn á. Thật sự luôn, có luôn á em. Cục sỉ này toàn là mẫu hot không luôn ấy. Tại vì đa số 100% là sỉ lựa like rất là nhiều mọi người. Em cho sỉ lựa like tại vì khách sỉ hay kêu là không có bán hàng muốn lựa like để lựa theo cái mẫu á. Em ơi cục đó chị, luôn cả cục luôn. Cho nên mọi người, ê em kêu anh Tùng ấy like giùm chị chưa? Bảo like. Nhanh. Cấp tốc. Rồi vô tương tác chia sẻ giùm em nha. Vô tương tác chia sẻ hộ em với chị ơi. Kêu là ra làm gấp lên like rồi. À 18 hả? Nay mười mấy đây ta? 18. Ờ vậy đúng rồi đó. Khởi kê. Rồi tương tác chia sẻ để ở chế độ công khai giùm em nha. Em xả cục này trước đã. Em xả cái cục bự chà bá trước đã nha mọi người ơi. Sau này em xả sỉ cho mọi người toàn là mẫu hot không. Em nói thật với mọi người. Rồi hôm nay mọi người coi là mọi người lời lắm luôn á. Đưa kéo gì đi mấy bà sao ướt vậy. Cho nên mọi người nhớ giùm em là bỏ trong cái ly kia cho chị. Không có bỏ ly đó, ướt hết. Cho nên là những cái chị nào á mà đã mua hàng của em xưa rồi là biết. Tính em rất là dễ luôn á. Mấy bà sỉ tính em nó dễ lắm. Em không có khó khăn gì mấy bà sỉ đâu. Mà thật sự mấy chị hay sỉ hay trúng lắm luôn á. Sỉ vô toàn là lửa mấy cái hàng rẻ về bán xong rồi kêu đòi tính sỉ. Em không có cái vụ vào vô lửa hàng rẻ để sao tính sỉ đâu mọi người. Hàng em đã xả trên like cho khách luôn rồi là hàng rẻ luôn rồi. Mấy chị đứng vô lửa hàng rẻ mấy chị kêu đòi tính giá sỉ đâu không ai tính đâu. Ví dụ như một cái set đó bình thường em bán 135, 145. Em cho cái đầm trắng Sumi ai xả tối qua cho chị á. Ok chị này. Em ơi cái đầm trắng này này này. Phiếu ra chưa? Ủa sao kêu anh Tùng phiếu không ra? Ra vào kêu anh Tùng đi. Phiếu không ra này. Cho nên á mấy chị mà hay mua hàng của em á là biết ví dụ những mẫu nào em xả xuống 30.000 rồi thì làm gì có giá sỉ nữa. Vô lửa đâu còn 30-40 cái đó kêu tính giá sỉ mọi người. Bởi vì em không có hề muốn là cho sỉ lửa là vậy á mọi người. Lửa toàn lửa hết mẫu hot không à. Rồi tương tác chia sẻ 9k giùm em. Quá trời luôn này. Ráng vô tương tác chia sẻ hộ em đi mọi người này. Toàn set hot chứ em không nói tiêu luôn á. Vô tương tác chia sẻ hộ em nha. Ok chị. Rồi cho em 3 lần lên hội nhóm và 1 lần lên trang cá nhân để chế độ công khai. Á à, cục này toàn là mẫu hot không à. Comment giúp em xem là bạn có bán mọi người đâu.
bấm ra hả? Rồi comment giúp em nha. Ai đã chia sẻ rồi thì comment tương tác giùm em nha mọi người ơi. Comment tương tác giùm em nha. Comment tương tác giùm em nha mọi người ơi. Cho em này 3 lần lên hội nhóm là ít nhất. 1 lần lên trang cá nhân phải 3 lần hội nhóm là ít nhất nha mọi người. Tương tác chia sẻ rồi. Để được cho mọi người là hàng 9k với hàng 35k đổi xuống nha mọi người. Trời ơi em nói thật mọi người toàn là mẫu hot không á. Thiệt á, này gấm của em này to đùng luôn. Rồi chia sẻ tương tác giùm em nhé này. Cái này là xả vía đó mọi người. Thiệt á, vía nặng. Không muốn bán vía này luôn. Ráng tương tác chia sẻ hộ em nha. Đây. Rồi cho em mã đầu tiên nha mọi người. Em tặng vô cho mọi người luôn nha. Rồi ai đã chia sẻ thì comment người đã chia sẻ giùm em đi. Ở đây có nhiều người chưa có nút chia sẻ lắm luôn á. Quá trời người luôn này. Chưa có nút chia sẻ luôn. Ở trên fanpage nó sẽ hiện người đã chia sẻ. Rồi mã này giùm em 19k. Cái set này hôm bữa là 125.000 á. 125.000 cùng quần suông như thế này và một cái áo yếm. Rồi 19k giùm em. Ghi thôi chị không có bấm ra. Bây giờ em sẽ ghi ra tay với mọi người. Em sẽ không có bấm hàng tặng ra. Bấm hàng tặng ra nó ra đơn. Nên mọi người nếu mà ai có hàng tặng á, mọi người nhớ giùm em này. Là lúc mà nhân viên gọi điện chốt đơn á, mọi người nhớ nhắc nhân viên bỏ hàng tặng vô nha. Tại vì nhân viên sẽ để một đống hàng tặng riêng cho mọi người. Lúc nào nhân viên gọi điện chốt đơn á, là sẽ bỏ ra riêng cho mọi người nha. Nhớ nhắc nhân viên nha. Rồi comment giúp em 19k giùm em nha mọi người nhá. Nhỏ nhỏ nhạc một xuống một nấc đêm ơi. 19k của Thu Thanh đuôi 218 số đuôi á, số điện thoại á. Thu Thanh đuôi 218. Thu Thanh đuôi 218 rồi. Cái set gấm này em hết sạch hàng luôn, không có về lại luôn đó mọi người. Cái set gấm này là hết sạch hàng và không về lại nữa. Nên là cái mẫu này mọi người chốt ở trên line, mọi người mua ở trên line bình thường là giá là 139.000. Hôm vừa em đã bán tặng cho mọi người 130.000 rồi vẫn bom. Nè, cái set gấm. Cái set gấm này là hàng cao cấp á mọi người, không phải hàng rẻ đâu nha. Những ai nhận cái set gấm này biết cho em lên 210 đi mọi người. Ráng kéo lên 210 giùm em nha. 187 rồi. Cái dung mặt là nguyên cả set đó chị. Cái này em bán lâu rồi mà. Cái set này là set hàng xịn đó. Set này là set vét. Phát set này sang ha. Em thế mọi người vải này nè. Đợi xíu thì có. Rồi tương tác chia sẻ giùm em nha. Ê đưa cho chị cái kính em ơi. Chả nhìn thấy gì trên Facebook hết đó. Bắt em bị cẩn lòi ra luôn rồi. Rồi em xíu nha. Tương tác chia sẻ nha. Set cấm này em bán. Nói chung á mọi người là giá tương tác. Chứ không có em phải là bán lời hoặc lấy lại vốn ở trong cái like này hết á. Nên mọi người ráng là tương tác cho em nha. Rồi mẫu này giùm em 35.000 giùm em nha mọi người. Comment giúp em là 35k giùm em. Má ơi. Gấm 35k giùm em nha mọi người. Gấm 35k. Cho em đủ 500 lượt chia sẻ đi cả nhà yêu ơi. Rồi gấm 35k giùm em. Má ơi. Cái set này có màu hồng nữa. Má cái set này đẹp lắm luôn. Em không có hàng sale luôn ý. Riêng cái set này là em vô không có hàng sale luôn mọi người. Trời ơi. Má đang về lại set đùi kiểu như thế này rồi. Gấm 35.000 của chị Phạm Phương đuôi 340. Phạm Phương em ơi. Phạm Phương có dấu á. Đuôi 340 khách mới. Phạm Phương đuôi 340. Rồi cái này comment giúp em. Trời ơi. 19k comment giúp em là set hồng 19k giùm em này. Y chang cái set màu đen lúc nãy mà nó là màu hồng á. Rồi màu hồng. Comment giúp em là 19k màu hồng. Trời ơi chắc tao điên quá. Màu hồng rồi, cái này là cái mẫu này giùm em. Trời ơi má ơi cái mẫu này siêu đẹp luôn đó mọi người. Này là xuất sắc luôn chứ phải là đẹp đâu nè. Rồi nhìn cái hàng giùm em này. Nổi mà cái quần thôi nó đã xịn sò như vậy luôn rồi đó. Rồi cho em gặp ở tới cái gì á. Rồi set 19k đôi trời. Set 19k của chị Oanh Lê đuôi 803. Oanh Lê đuôi 803 rồi ok. Rồi chị Oanh Lê khách mới á. Rồi comment giúp em nè. Mã này giùm em. Rồi xuất sắc không. Đỉnh của đỉnh luôn. Rồi mã này giùm em. Mã này
kỷ luôn. Rồi cái này 25k dùm em set gấm. Cho em coi set đang mặc đổi xíu, demo đổi xíu. Các cái đầm hoa này 140.000 lận lắm nè. Mọc túi zip là mấy chị biết hàng xịn luôn rồi. Set đang mặc có, set đang mặc đổi xíu nha mọi người. Set đang mặc có ít lắm. Set đang mặc là sale, sale của sỉ bom ra có 12 set à. Trời má ơi. Cái đầm này hôm qua em vừa xả bom cho mấy chị 99.000 nói điêu mất lọc luôn á. Xả bom mà 99 rồi mấy chị phải biết em để xỉ cho khách lẻ của em phải là khách khách xỉ của em phải là từ 115 trở lên rồi đó. Chứ không bao giờ có giá rẻ như thế này. Rồi 35k giùm em đầm. Trời ơi cái đầm bí bao đẹp luôn. Sang tới cái gì vậy bé? 25k của chị Thảo Phạm, khách quen đó, ghi Thảo Phạm khách quen đuôi 752. Khách quen đuôi 752, khách quen. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Trời ơi đầm. Vừa đọc bao nhiêu ta? Đầm 35 đúng không? Rồi đầm mã đầm 35k của em nha. Trời ơi mọi người ráng tương tác để thấy được cái comment đi mọi người. Em thấy comment ở đây nó nhảy nó ít lắm luôn á. Rồi 35k của Đan Linh đuôi 456. Đan Linh đuôi 456. Rồi cái đầm này là 145.000. Cái đầm này là 145 lận mọi người. Để xả hết cục này chắc hết gần 30 cái quá. Ráng tương tác với mọi người nhiều đó. Xét này mặc đồ em xíu. Rồi cái đầm giùm em nè. Cái đầm này là đỉnh siêu đỉnh rồi. Comment giúp em là đầm. Đầm hồng 45k giùm em. Đầm hồng 45k. Đầm hồng 45k giùm em. Hả? Rồi cái này là set cho mấy chị luôn. Set nha. Cái này là set luôn. Sao? Em nhận hàng rồi đẹp lắm. Cảm ơn em nha. Tới cái gì ta? Đầm hồng 45k. À đúng rồi. Đầm hồng 45k. Đầm 45k của Cao Ngọc Phương Trinh. Cao Ngọc Phương Trinh đuôi 887. 877 chứ lộn. 877. Ờ, Cao Ngọc Phương Trinh rồi. Tiếp tục. Trời ơi, ráng tương tác chia sẻ đi mọi người để thấy được cái comment. Ở đây tầm khoảng chừng được 20 người comment mà người coi đã 250 người rồi. Ở đây có thấy được tầm khoảng chừng 10 người comment thôi đó. Ở đây tầm đi lại 10 người với lại là khách mới mấy chị. Cho số điện thoại địa chỉ một dòng hộ em. Cho số điện thoại địa chỉ kéo tương tác lên hộ em nha mọi người ơi. Nói chung mọi người kéo tương tác mạnh thì em tặng nhiều thôi. Đó là điều đương nhiên. Mọi người có công thì mọi người được hưởng nhiều thôi mọi người. Rồi comment giúp em là set 34k. Set 34k giùm em nha. Set 34k giùm em. Set này là 135 á. Set 34k giùm em nha mọi người. Đầm hồng hết rồi đúng không? Rồi set này 24k luôn. 24k giùm em. Rồi má đẹp. Cái set này mấy chị thấy làm gì em còn hàng để mà bán đúng không? Không bao giờ còn hàng để bán. Khẳng định cho mọi người luôn là không bao giờ còn hàng để bán. Rồi comment giúp em nha. Set giùm em. Set giùm em nha mọi người. Set 34 với set 24k nha mọi người nha. Set 34k. Rồi sao thấy 24k nhảy không vậy? Set 24k của 34k chứ đầu tiên đúng không? 34k của Kiều Oanh đuôi 917. Kiều Oanh đuôi 917. Kiều Oanh á, đuôi 917. Có chưa em? Rồi set 24k giùm em. 24k nha mọi người ha. 24k của Ngọc Dương. Ngọc Dương không giấu em ơi. Ngọc Dương không giấu đuôi 417. Ngọc Dương không giấu đuôi 417. Rồi tiếp tục tăng view giùm em đi mọi người ơi. Sao cứ chửng view vậy? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em ơi? Để em có động lực em tăng thêm quà cho mọi người chứ. Em có động lực em tăng thêm quà cho mọi người. Em đủ 700 đi mọi người. Ráng kéo lên cho em 300 đi. Nãy giờ có 248 rồi 252 là tụt xuống luôn rồi. Rồi má ơi cái set 2 dây này ai bom vậy? Má set này đẹp lắm luôn đó mọi người. Set này bao đẹp luôn á. Rồi 252 rồi. Ráng lên đi mọi người. Tại vì em thấy cứ lên được 252, 53 là bắt đầu nó tụt xuống 230 mấy. Mọi người ráng kéo tương tác đi rồi em nha. Nói chung á, mọi người kéo mà lên mạnh thì em tặng mọi người nhiều thôi ha. Thấy đủ Ngọc Yến Nhi rồi. 15k giùm em. Comment giúp em. 15k cái này bị 2 set rồi. Nên em sẽ tặng cho 2 người luôn. Bị 2 set bom y chang nhau luôn. Sẽ tặng cho 2 người luôn nè. Set này bán rẻ lắm, của em là 130 rồi đó. 130 xả lũ là 100.000 rồi.
Rồi comment giúp em nhá. Set 15k có 2 cái lận. Set 15k có 2 cái lận. Rồi set 15k của Thu Trương đuôi 618. Thu Trương đuôi 618. Thu Trương không giấu đuôi 618. Ghi đuôi trước đi em ơi. 618 Thu Trương. Rồi có thêm một người nữa nha mọi người ơi. Set 15k của Huỳnh Khả Hân đuôi 336. Huỳnh Khả Hân đuôi 336. Rồi thêm tiếp nè mọi người. Ủa cái này hôm bữa chị nhớ chốt đúng cho bà rồi mà sao mà còn bom ta. Á à, xỉu luôn á. Rồi 275 rồi, cảm ơn mọi người nha. Trời ơi ráng thương em đi mọi người. Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với em. Hôm nay phải lấy lại cái hên mới được. Hôm nay là tất cả, ví dụ như mà hàng bom em sẽ tặng mọi người rất là rẻ. Cái thứ hai nữa hàng xả xỉn tí là có cục xỉn cho mọi người. To đùng luôn. Rồi 705 cho em đủ 800 nữa. Hết 2 món 15k chưa ta? Hết 2 món 15k rồi mấy chị đẹp. Rồi tiếp tục. Cái này bình thường em bán cho mấy chị bao nhiêu ta? 145.000 đúng không? Nên em bán tặng mấy chị 45.000 luôn. Em không nói deal cái set này. 145 bán tặng mấy chị 45k luôn. Nó có 2 màu lận mấy chị ơi. 2 màu lận đấy. Nè 2 màu lận. Trên set 45k này khỏi comment màu đi ha. Tại nó có hai màu, màu nào cũng đẹp, màu nu với màu kem này. Nó đều rất là cưng luôn này, cái set yếm. Rồi comment giúp em là yếm 45k. Má ơi, ngủ mà cái vải không thua nó luôn đó mấy bà. Quá đỉnh, 288, 291 rồi, ráng lên cho em đi mọi người ơi. Ráng lên cho em nha. Set 34k ngưng rồi mấy chị ơi, ngưng cái set 34k giúp em đi qua cái này nè mọi người. Cái này nó rất là mắc luôn. Cái này chị đọc bao nhiêu ta? 45k. 45k giùm em ha. 297 rồi, lên 300 giùm em nha mọi người nha. Thấy Mary hộ chiến. Em bên cái Facebook chính của em á mọi người, nó không có thấy. Bên Facebook chính thì em thấy được có 4-5 người comment à. Còn bên Facebook bên cái này nè thì thấy được comment nhiều hơn. Tại bên Facebook chính nó không có hiện được mọi người. Rồi comment giùm em nha. Là 45k set yếm. Em sẽ tặng cho 3 người. Tại 3 này bom 2 set. Đây là đang xỉ mọi người. Bom 2 set với lại 1 set yếm. Cho nên là em sẽ bán xả bán tặng với chị để thấy được rằng là em lấy cái hên về cho em. Chứ em thật sự là em xui lắm luôn đó mọi người. Em xui từ đầu tháng tới bây giờ luôn. Rồi yếm 45k của Vương Ngọc Bảo Châu. Hai đứa ghi đi. Nhi lấy cái nữa ghi, chị đọc 3 người luôn này. Vương Ngọc Bảo Châu đuôi 731 của em nhớ trong đầu nha. Rồi set yếm thứ hai là của Thùy Dung đuôi 040. Thùy Dung có dấu. Thùy Dung có dấu đuôi 040. Thùy Dung. Rồi set thứ ba là của chị Hương Nguyễn đuôi 096. Chị Hương Nguyễn là khách quen hay sao? Đuôi 096 Hương Nguyễn. Hương Nguyễn đuôi 096. Comment để thấy được tương tác giùm em nha mọi người ơi. Comment để thấy được tương tác giùm em nha. Comment giùm em nha mọi người ơi. Cái này mới là cái quan trọng nhất nha mọi người. Cái này là em không có set em mặc. Còn không chỉ để em đủ màu đi. Từ từ mấy chị ơi, cái set này em sẽ bán tương tác. Hôm nay nha. Hôm nay hứa với mấy chị luôn. Ví dụ như mà em bán, ví dụ em xả cái cục xỉ này ra, em sẽ bán đúng với cái giá xỉ em bỏ người ta. Là em lời đúng một món của người ta có 3.000 hoặc 5.000. Quần jean thì em lời đúng 5.000 mọc. Ví dụ set hoặc áo em chỉ lời 3.000 thôi. Thì em sẽ bán đúng cái giá xỉ đó luôn. Cho nên mọi người vô, ví dụ những cái mẫu đó mọi người chưa bao giờ mua được thì mọi người mua được. Hoặc là mọi người mua được màu này nhưng mà mọi người mua được ví dụ 155 thì bây giờ xỉ chỉ còn 130, nó là vậy á. Cho nên là mọi người ráng tương tác chia sẻ. Với lại ví dụ như mà có lên mẫu mới thì em sẽ tri ân 5 mẫu đầu tiên với giá xỉ luôn. Rồi cái set này dùm em nha mọi người nha. Đợi xíu dùm em đi. Ủa cái nơ đâu rồi ta? Cái nơ chị bước ra có gì dưới không? Đây nè. Rồi comment tương tác cái set này mấy chị biết rồi đúng không? Có cần em nói không mọi người? Cái set này có cần em nói không? Rồi caro này em bị bom mà mười mấy set luôn đó mọi người. Từ khách lẻ không bữa. Hết rồi, cái đó là cái gì ta? Hết 45 rồi đúng không? Cái set caro này nè mọi người. Cái set caro này. Chị ơi bán set chị mặc đi năn nỉ. Đợi em một tí xíu mọi người. Đợi em một tí xíu mọi người, đừng có làm em rối lên. Em đợt hôm qua đi hết rồi nha. Cái này nè mọi người, riêng cái set này bán tri ân nha. Rất là nhiều chị không có được set này. Hôm bữa em bán là 145.000. Em cháy hết sạch hàng, em hứa danh dự luôn.
cái set caro này lúc nào về em cũng sạch hàng đầu tiên luôn á. Set mặc caro xinh lắm, mới nhận hôm qua thật sự luôn á mọi người. Cái set caro này em để đúng cho mọi người, tại vì hôm bữa em bán 145.000 nhưng mà hôm nay em sale cho mọi người có 129.000 thôi. Ai chốt thì mọi người chốt. Đây em đi mặc cái set caro mọi, tại có 12 set thôi nha mọi người. Set nhung mặc có mấy set à, đợi xíu đi, set nhung mặc tí rồi nhung bán mọi người, tại có 5-6 set thôi. Em mặc set caro đúng cho mọi người coi nha. Set caro này đó nó rất là xịn sò luôn mọi người. Đợi em 2 giây tương tác chia sẻ cho mọi người. Set caro này có mười mấy set thôi nên đám thì em bóc xuống bao nhiêu. Yeah.
sếp trắng. Sếp trắng của Nguyễn Thị Thu Thảo. Mỹ Huyền là sếp caro. Cái xe lúc nãy là có 3 màu á mọi người ơi. Có màu trắng, màu nuôi, màu đen nữa. Ai lấy thêm thì mọi lấy. Tại vì em có mấy set em không dám vô á. Tại có mấy set à. Cao Phương Tinh là sếp trắng. Không, không hề chị ơi, không ngắn đâu. Tại vì nó có quần nè. Nó có quần. Cái set này là hàng đúng 400 mấy người ta đang bán luôn này. Có size rồi mấy chị biết này. Hàng có size luôn nhưng mà size này là phi size á mọi người. Nha. Set trắng của chị Ngọc Diễm. Xem lúc này em mặc đó mọi người ơi, còn trắng và nu với nha. Có màu nu và đen nữa. Ai lấy nu và đen thì comment giúp em là nu với đen. Nu với đen nha. Quỳnh Như chị mới không thấy luôn. Em comment lại giúp chị đi. Set caro của chị Nguyễn Thuận. Set vest trắng đầu lai của Hoàng Yến. Set trắng hồng set đen của chị Dâu Dâu. Ba set caro của chị Minh Tina. Nè, cái set trắng đầu lai em kim dùm chị đi. Có 3 màu lận đó mọi người. Thật sự là em không có giảm. Em không nói điều đâu, em không có giảm vô set này. Tại vì có mười mấy set à. Set nu của Gia Liên Hoàng. Em cứ vứt đó ra đi. Tí nữa set trắng Trang Trang có rồi. Chị Dâu Dâu có rồi nha. Set trắng của Dung Mỹ. Cái này comment giúp em là màu xuống lại cho chị. Set trắng của bà Thắm. Caro của Linh Linh. Hôm nay nhiều người không cho địa chỉ nha. Nhớ chốt hàng xin địa chỉ nha em ơi. Set nu của Lê Vi. Set caro của Giang Còi. Đây set này em có tổng tất cả 3 màu. Cái set đầu lai em mặc á, nhưng mà có ít lắm, 149k. Set trắng của Nguyễn Mỹ Duyên. Quỳnh Như là trắng với đen khách sĩ. Quỳnh Như là khách sĩ trắng với đen. Set giùm đi Cổ Yếm. Set caro của chị Hân Ngọc. Set chị mặc của Vân Anh. Set trắng của Minh Anh. Mấy chị ơi cho thêm em cái địa chỉ nha. Mấy chị nào mà nghe em được đọc tên nó cho em thêm cái địa chỉ. Quỳnh Như không lấy set này hả? Trời ơi set này chị bán 8.000, set gần 10.000 rồi đó. Chị có rồi. Set trắng của Phương Anh. Phương Anh lên địa chỉ dùm em nha. Set đang mặc em sale nha mọi người. Cái set đang mặc là em sale còn 129.000 thôi. Không phải 139 đâu, 129.000. Rồi hết trắng. Set này em còn đen với lại là nu thôi. Ai lấy set vest thì ghi là set vest nha. Set đang mặc em còn đủ có 12 set là hết luôn. Là không về lại nữa nha. Set trắng của Lan Anh có rồi. Caro, Bích Phượng có luôn rồi. Mấy bà ơi, mấy bà mà khách mới á, chưa mua hàng lần nào lên mỗi cái số điện thoại cho em thêm cái địa chỉ nha. Cho em thêm địa chỉ em mới ra đơn được. Mấy chị nhớ giùm em là cho thêm địa chỉ nha. Sếp caro của Phạm Nhi. Em nói thật, trong tất cả những cái mẫu mà em bán cho mấy chị thì cái sếp caro này em bán số lượng khủng nhất từ xưa tới giờ. Đó là khủng nhất á. Tại vì thứ nhất là sao? Hàng của em là hàng giá rất là rẻ luôn. Mà mọi người nhìn cái chất hàng không hề rẻ nha. Cái chất này cho dù mọi người đi mua ở đâu cũng vậy, mọi người sẽ bị lầm qua cái chất thun mà thun dạng hàng mà hàng thường á, nó sẽ bị lộn. Còn cái hàng của nhà em mọi người nhìn thấy form không? Đỉnh điểm và nhìn thấy form là siêu đỉnh luôn. Đằng sau này nó có bo chum 50% nội chum, cho nên là tầm 56-57 cái đổ xuống là mang vừa. Nên là em khuyên chân thành mọi người đừng có quên bỏ qua cái set này, tại nó quá xịn luôn. Hai caro Quỳnh Như khách sĩ. Ok chị Hân Ngọc, Linh Linh, cảm ơn mấy chị nha. Cho em thêm cái số địa chỉ nha. Mọi người ráng mua cái set này. Em nói thật, không làm mọi người thất vọng đâu. Em nói thật luôn á, quá đỉnh cái set này. Em về 1.000 lần rồi, vận 1.000 lần cũng không có hàng để bán. Quá xịn luôn rồi. Set vest này thì mọi người nhìn cái hàng của em là hàng biết hàng mắc rồi này. Hàng của Sam này thường mấy chị mà mua hàng mà của có cái này á, mọi người sẽ biết là cái giá của nó trên 400.000 một set. Cái set vest á, má màu đen sang quá mấy chị ơi. Màu đen là sang xỉu và màu nâu là tây xỉu luôn. Comment giúp em nha. Set đang mặc của Hảo Trần. Mẹ đi Hồ Chiến có rồi. Miên Mai lên địa chỉ set chị mặc của Lomi nè. Ai lấy set này thì ghi cho em là set vest nha mọi người. Này mọi người nhìn cái hàng này. Nhìn kỹ cái hàng giùm em. Em nói thật đó mọi người. Từ chất cho tới form. Hôm nay như là có đầm với chị yêu ơi nè. Trời ơi. Mấy chị ơi nhìn cái set này mọi người. Em nói thật không ai dám bán 149.000 set vest. Set em mặc vẫn còn nha mọi người. Set mặc còn 8 set nha. Set mặc còn 8 set. Ai lấy set mặc thì em đang sale 129.000. Bán giá tri ân ở trên live. Cho nên ai lấy set đang mặc thì mọi người comment giúp em là set đang mặc. Set nu của Trinh Dolly. Cái set vest này là không nói số ký, 60-65 ký thoải mái. Tại vì hàng này là hàng phi size giùm em nha mọi người. Đẹp không? Rồi ai lấy set vest nâu của Hồng Oanh. Màu đen thì rất là sang, mà màu nâu thì nó tây lắm mấy bà ơi. Màu nâu là đỉnh 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 của tây luôn đó, chứ không phải là tây nữa mọi người. Còn màu đen rất là sang nha.
không có đổi với chị ơi, không có đổi. Hàng không có bán, đổi là em xả nguyên đơn cho danh sách bom hàng ấy. Đổi là muốn bom hàng là cho em cho danh sách bom hàng ngồi đó mọi người. Hàng không có bán nha. Không có đổi nha mọi người. Rồi ai lấy set em mặc nữa ghi giùm em. Vest nâu của Huỳnh Thúy Anh, caro của Hồ Thị Tường. Cái caro này nhiều người dặn em về lại lắm mà em không có bán đâu mọi người. Không có bán được cái giá 129 đâu. Tại vì giá này em nhập vô đã rất là cao. Mọi người nhìn cái bọc thôi mọi người biết hàng xịn như thế nào. Mọi người nhìn cái bọc của em thôi này, túi đen em không có bán. Mọi người là biết em chuyển tiền cho chị một. Ok, Phương Linh chuyển khoản xong thì báo nha. Đây, rất là xịn luôn. Set caro giùm em nha. Ai lấy thì comment giúp em làm set caro là được ha. Còn vest Lê Hoàng có đơn không em, máy không có bán chị ơi. Comment giúp em là set nha. Set chị đang mang của Nhã Phúc, nên là mọi người mua được cái giá ngày hôm nay là lời lắm luôn á. Tê Linh Linh là caro, Nguyễn Huệ là caro. Ok Trinh nha, Trinh không cần chuyển khoản trước đâu. Rồi em còn có 4-5 set này thôi. Ai lấy thì comment nhá này. Đẹp không? Nói chung là xịn lắm mọi người, thiệt á. Ai mua set này vừa vô đầu tiên kêu chị ơi em vừa nhận set này đẹp lắm luôn. Ba khách vô đầu like đã khen cái set này. Tại set này cách đây 5 ngày em đã bán cho mọi người luôn rồi. À, set trắng, hết set trắng rồi mấy chị ơi. Caro của Huyền Trần. Em ơi, kiếm cái đơn set caro thiên lý đi. Xả ra đi em ơi, chị cho em set bom hàng luôn. Em là những người mà hủy hàng trên live cho bom hàng luôn mọi người. Mọi người khỏi phải mua hàng luôn á. Rồi comment giúp em nha. Ai mà xả hàng em vào đầu live á, bước vô đầu live mà xả em cho dù khách như thế nào, quen như thế nào, em cũng sẽ xả đơn luôn. Thật sự luôn mọi người, cái vía vô đầu live mọi người rất là mất nét luôn á. Em nói thẳng luôn, nhiều bà mất nét xả chỉ cho danh sách bom hàng luôn rồi. Mấy chị mất nét lắm luôn á. Người ta vô đầu live cần cái vía bán hàng. Em vô em đầu live em đã lấy một cái vía rất là nhẹ nhàng cho mấy chị là bán hàng cho mấy chị mười mấy hai chục bộ. Mà mấy chị không có biết đường nào thương người ta luôn, em nói thật luôn ý. Vô đầu live thi nhau xả hàng không mà đổi hàng không à. Sao mà nét mấy chị xấu vậy? Thiệt á. Bán hàng mà gặp như mấy chị chắc trù ẻo chắc em đi luôn á. Bán hàng giữ cái nét giùm em đi mọi người ơi. Thiệt á, có cái nét giùm em ở trên live đi. Vô thi nhau xả hàng, em đã nói là số ký với chiều cao luôn rồi. Vách cái tai lên nghe giùm em trước khi chốt hàng. Bớt cái nét xả hàng lại. Nét xả hàng nó dễ bị ăn chửi ngay trên live lắm luôn á. Ngọc Huyền là xếp vét màu nu của Ngọc Huyền. Cái này đằng sau là lưng chun em nè. Mọi người những cái hàng này đằng sau của nó là lưng chun như thế này nha. Cái này cho mọi người á là hàng rất là xịn sò luôn. Em nói thật luôn đó mọi người. Mọi người xả hàng em cho nhà mình xếp bông hàng, mai mốt không bao giờ mua được xếp gì bên em luôn á. Kiều Trang là xếp caro. Riêng cái mẫu này luôn đó mọi người, quá đỉnh luôn này mọi người thấy không. Nè, quần của nó là quần từ trong ra ngoài như thế này. Thì lấy gì mà mấy chị kêu quánh nè. Em làm cho mấy chị 2-3 lớp cỡ này luôn ấy. Hàng xịt như vậy luôn đó mấy bà. Nét nhiều bà mắc cười ghê luôn á. Vô thi nhau xả hàng đổi hàng hoài luôn ấy. Mà đâu phải là giữa, ví dụ như mà giữa like đi. Hoặc là em like 1-2 tiếng đi. Ừ Dung ơi đổi cho chị, em dễ chịu lắm. Chứ mà vô bước đầu like mấy chị đi xả hàng là em dễ bị chắc chửi thiệt á mọi người. Trong khi bán hàng mấy chị là một cái giá tương tác luôn rồi. Lấy cái họ tương tác đầu like. Mà thiệt có nhiều người sao á. Rồi comment giúp em là xếp caro nha. Vân Anh có xếp caro chưa ta? Có rồi á Vân Anh nha. Vân Anh có xếp caro rồi á. Cái này chị bấm ra để lưu cái địa chỉ rồi. Ai lấy xếp caro nữa dù chút giúp em nha. Phương Linh comment giúp chị lại là xếp caro đi. Phương Linh comment giúp chị lại là xếp caro đi em ơi. Để chị bấm ra phiếu này. Xếp ra mặt em sale còn 129 nè. Hết rồi đó. Ai lấy xếp caro nữa chốt giùm em nha. Xếp đang mặc định mà người trên live có 129 thôi đó. Thiệt á. Em khổ lắm luôn đó mọi người. Kali Hằng là set caro. Thật một cái giá quá bèo. Em ở hai nhà luôn hả? Set caro Phương Linh. Rồi còn có 6 set. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Hồ Tường Vi có rồi. Không phải là em lên live là em muốn chửi lộn với khách mọi người thấy không? Mấy bà ngồi coi live mấy bà có tức không? Khách vô khách còn nói mấy chị đứng xả đầu live của chị tội. Thật sự luôn, vào cái vía đầu live nó rất là quan trọng luôn mọi người. Vía người ta bán hàng, tại sao người ta đi bán hàng sáng sớm mà người vào vô mở hàng quan trọng nó như vậy á. Mọi người phải biết thương em chứ. Nguyên cả một buổi live của em là xả, sẽ xả theo ý của mấy chị luôn á. Nó nặng lắm luôn đó mọi người. Ở
không ngóc đầu lên nổi luôn ý. Rồi comment giúp em là set caro giùm em nhá. Mỹ Huyền có rồi. Rồi em còn có mười mấy set thôi. Set caro của chị Kim Thoa 55-56kg mang vừa. Và cho dù 1m7, 1m8 thì mấy chị mặc cũng không bị ngắn. Thứ nhất là nó có quần. Cái thứ hai này là cái đáy của nó rất là cao. Mấy chị thấy em mặc mà đáy nó nằm dưới này không? Nè, form đồ đằng sau mấy chị này. Cho dù mấy chị kéo tới vú thì nó vẫn không bị hách đáy này, mọi người thấy không? Hàng xịn như vậy luôn á. Mà bỏ qua cái set này là quá, quá thiệt thòi luôn. Phương Linh có địa chỉ rồi, rồi ai lấy set thể thao nữa không? Em sẽ lên lại cho mấy chị cái set này. Tại set này còn 3 set đen với 2 set nu nha. Nên là mấy chị chốt hàng ở trên live chốt chắc chắn giùm em. Bớt cái nét xả hàng lại giùm em đi. Nguyên cả cái live em xui hoèo luôn rồi đó. Thiệt á mọi người. Nguyên cả cái live là xui hoèo luôn rồi đó. Đổi địa chỉ này, Phương Linh ghi chữ đổi địa chỉ bỏ lên bàn đi. Cho là thi nhau đổi xả hàng của Hùng Lan. Mấy cái người mà xả hàng em cho danh sách con hàng rồi đó mấy chị ơi, đừng có lên like chốt nữa nha, mất công bị ăn chửi á. Bán mấy chị luôn đi. Xui quá. Cầm được
có set nào nó xịn như thế này đâu. Thiệt sự luôn mọi người, những cái áo này. Có váy suông đổi xíu đi em ơi, like từ từ nha, đừng có hối mọi người ơi. Đây mọi người, những cái màu bò em còn được 3 set, 2 set là hết luôn á. Cái này là hàng sale mọi người, chứ không phải là hàng sale ở Quảng Châu em mới lên được màu cho mấy chị. Chứ còn mà ví dụ như mà hàng xịn em không bán được giá này đâu. Cái này là em nói thật, hàng xịn nó không bao giờ có cái giá này được mọi người. Tại vì hàng xịn nó lên cái đuổi xước này nó rất là cao, cực kỳ cao luôn. Set caro của chị Nhung vỏ. Còn em với em làm màu nhá. Cái gì ạ? Cuộn bị có hàng là cuộn gì? Nâu nâu là bị gì? Rồi ai lấy thì ghi dùm em nha. Set caro dùm em. Set vest dùm em. Hai màu nhá. Hôm nay có một mẫu đầm đẹp lắm luôn, nó đổi xí với mọi người. Đây, cái này là màu nâu và cái em màu mặc là màu đen. Bao nhiêu ký cũng vô được hết á. Mọi người muốn mặc màu nâu em mặc màu nâu thử cho mọi người. Tại đẹp lắm, còn có mấy set à. Comment giúp em là màu nha. Lấy cái bự hơn đấy em ơi, cái đó về bất công nó không gói được. Comment giúp em là màu, số điện thoại nha. 149k. Đẹp ha, xuất sắc luôn đó mọi người. Xinh quá, nó sang lắm luôn á. Chị Lê Hoàng có đơn hàng nguy hiểm không có bán được chị ơi. Không nghe máy chứ phải là nguy hiểm. Đơn hàng không nghe máy này mọi người, những cái mạc giùm em. Bụi xước. Mọi người có mặc màu nâu, em mặc màu nâu cho mọi người coi nè. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Quý Nguyễn lên địa chỉ giùm em mọi người. Chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mọi lên số điện thoại địa chỉ xem chốt. Rồi ai lấy nó không em qua mẫu cho mọi người. Vest nâu của Ngô Phương. Set vest này em còn có mấy set nữa là hết sạch luôn rồi đó. Túi đen em không có bán chị ơi. Kèm màu giùm em, đen nha. Bảo Vi lên địa chỉ giùm em nè. Bảo Vi là màu đen. Mấy chị ơi cho em xin cái địa chỉ được không? Chị cọc với chị ơi, không em máy không có bán đâu. Men mai lên địa chỉ số điện thoại giùm em. Mọi người ơi chốt hàng phải cho em. Thứ nhất là cái mã này. Cái thứ hai nữa là về số điện thoại. Và cái thứ ba nữa là địa chỉ. Trên một dòng giùm em thì em mới ra đơn cho mấy chị được. Tại vì cái này em chốt bằng hệ thống cho nên mấy chị không phải là ghi bằng tay. Nên mấy chị nhớ giùm em là cho em số điện thoại địa chỉ trên line luôn. Mình nhận hàng, mình được kiểm tra hàng trước lúc nhận. Cho nên không sợ bị giả mạo hay là gì hết mọi người. Không đúng hàng thì mình trả lại thôi. Còn cái này là uy tín cho mọi người cho nên cho mọi người kiểm tra hàng nha. Nên là ráng giùm em đi, cho em số điện thoại địa chỉ ở trên line nha. Em còn ba nâu với lại một đen thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu kèm theo số điện thoại. Cái này đẹp lắm. Túi của nó là túi thật nha mọi người, không phải là túi giả đâu. Quần của nó cũng là túi thật luôn này. Thấy không? Sang không? Cái này bà nào mà có cái bét á, mấy bà việc dùng cái bét ở đây nữa là siêu xuất sắc luôn. Đôi chị cái đầm 2 giây đi. Comment giúp em là màu nha mọi người nha. Rồi em lên mẫu, cái mẫu đầm xuất sắc này ngồi cột. Đó cái đầm này nè. Nên là cho em số điện thoại địa chỉ giùm em. 57kg vừa thoải mái chị. Cái này em ban với chị 60kg vừa mà. Một đen của chị Quy Nguyễn, nu của Ban Mai. Em ban với chị 60kg thoải mái rồi. Nên là yên tâm giùm em nha. Vừa ký thoải mái hết á. Mấy chị yên tâm là vừa thoải mái nha. Vest đen của chị Đồng Thu Trang. Cái mẫu này mọi người cầm lên, cái chất là mọi người sẽ biết là cái hàng của nhà em bán xịn cỡ nào mà rẻ cỡ nào rồi đó. Này cái ống tay này, làm cái ống tay xịn không? Rồi ai lấy ghi giùm em nha. Màu kèm với số điện thoại giùm em. Em còn 2 nâu với 3 đen nữa là hết nha. Đẹp lắm. Trời ơi má ơi nó xịn. Em không dám mặc màu nâu luôn mọi người. Màu nâu em nói thật mọi người cầm là rụng rời luôn á. Cứ cho chị cái màu nâu đi. Nga anh lên địa chỉ giùm em. Đang bán cái gì mà kêu vút màu nâu đó bà. Đây nè mọi người. Em nói thật với mọi người luôn á. Màu đen thì nó sang mà màu nâu thì xỉu. Ok chị Bảo Vi nha. Chung buổi chốt rất Burberry. Set caro của chị Thủy Tiên. Ủa vậy hả oanh? Buồn vậy. Set nâu. Chị Thế Châu là set nâu. Chị Thế Châu có số điện thoại địa chỉ bên em rồi mà. Đâu cần cho địa chỉ đâu chị yêu. Chị Nguyễn Thế Châu có số điện thoại địa chỉ bên em hết rồi. Mấy chị đã mua một lần bên em rồi á. Là mấy chị không cần cho lại cái gì nữa hết nha. Cứ việc comment mã thôi. Còn những cái chị nào mà chưa bao giờ mua hàng bên Facebook Đặng Dung á thì mấy chị phải cho em nha. Bích Phượng là set đen. Cho mấy bà ví dụ Bích Phượng đồ này là đã có thông tin bên em hết rồi. Đã mua hàng một lần rồi là không cần nữa. Dạ chị chốt cho em rồi mà. Nhiều khi nó hàng chưa tới không anh ơi. Nhiều khi hàng chưa tới rồi em còn một nâu nữa.
À, hai nâu với lại là ba đen nữa là hết nha mọi người. Đó, xinh không? Nó màu đen sang ha. Cái bà mặc đi tiệc thôi. Ở nhà mà có cái vest á, cái đai á mọi người, trời ơi má ơi xỉu. Em xỉu ngang luôn á. Rồi ai lấy được em lên một mẫu đầm này, chắc chắn một điều mấy chị sẽ hối tiếc nếu mà không chốt lẻ, tại vì em về lần thứ tư luôn rồi đó. Rồi comment tương tác giùm em nha. Đưa cho chị xét trắng, chị lấy em nhé. Ở nhân viên kia không có luôn á chị. Rồi sao? Xét caro là xét nào vậy oanh? Xét xét caro hay là xét búc ba? Xét búc ba thì quần dài hả? Chị đổi số điện thoại rồi, chị gửi cho chị đang làm. Ủa chết rồi, chị đổi số điện thoại chị phải cho ở trên này chứ. Xét nâu của Nguyễn Thị Hà. Rồi em qua mẫu giùm chị, đưa giùm chị cái màu xanh rêu đi. Trời ơi, đưa màu không cột bà. Đưa cho tôi chứ bà. Đầm xuông cánh tiên á chị. Búc Paris đầm xuông cánh tiên hả? À, còn á, bây giờ chị chốt lại cho em được không? Em comment giúp chị là đầm búc Paris đi. Chị lấy cho, ở trong kho còn đó bé. Chết mẹ rồi, cục lộn rồi. Em comment lại giúp chị là đầm xuống búp Paris rồi dám tương tác giùm em hát cái mẫu này. Ai không giành được là hối hận. Cái mẫu này mà chồng em á, ở cái đầm này mặc 10 lần rồi mà cảm giác nó sang. Em ơi lấy cái kẹp ra này, không rớt mất cái kẹp của chị là tí nó khóc luôn á. Đây, xét đuôi cầu vòng. Trời ơi mấy chị, tại sao mấy chị biết là nó đẹp là biết rồi đó nha. Trời ơi nó cưng lắm luôn đó mấy bà, thiệt ấy. Cái mẫu này nhìn lên cái người mình nó rất là sang. Xét chị mặc vừa nha em ơi. Má ơi mấy chị nhìn này đẹp không? Ủa nó đẹp lắm luôn đó, thiệt á. Đầm xuống búp bê của Trần Oanh Oanh, đầm xuống cánh tiên em ơi, ở trong còn á. Đây, riêng cái mẫu này nhá, em có đúng một ri duy nhất. Bán riêng với chị không có 155.000 nè. Này có mấy cái à? Hết rồi đúng không? Có mấy cái nữa đúng không? Má cái này đẹp quá à. Rồi, dây dài dây ngắn với chị từng chỉnh nhá. Tại vì em thích hở cái lưng em để dây dài một tí xíu. Cái mẫu này cam đoan nhưng mọi người tới tay mọi người nhận hàng là đúng chuẩn hàng loại 1 giùm em. Em nói cho dù hot girl nào bán rẻ lắm cũng phải 195.000 cái đồng này. Không ai dám bán giá rẻ đâu. Đứng dậy lên màu, đứng dậy lên màu. Cái cặp đâu rồi, cái cặp cất chưa? Đây em cho mấy chị coi màu nhá. Set đen của Kiều Nương. Đây em cho mấy chị coi cái mẫu này. Em nói thật mấy chị là sẽ xỉu với cái màu của nó. Rồi màu vàng giùm em. Hai mấy chị nhìn hàng này. Này 135.000 quá bèo so với cuộc tình luôn đó mọi người, rẻ không? Màu đen, à lộn, màu vàng. Cái này là màu cam. Màu cam, cái này mấy chị mặc đi tiệc cũng đẹp, mặc đi nói chung là mọi người mặc đi đâu nó cũng hợp hết á. Mặc đi ăn hay là mặc đi nhà hàng nó cũng rất là sang luôn, mặc đi biển nó càng đẹp nữa. Cái này là màu xanh min. Thu Hương lấy cái gì vậy chị ơi? Rồi cái này là màu hồng giùm em nha mọi người nhá. Màu hồng, á ơi đẹp quá. Màu hồng set đen của Minh Phạm. Rồi cái này là màu đỏ giùm em nhá. Màu đỏ nha mọi người. Rồi cái này là màu trắng. Rồi cái này màu này giúp em là màu nu. Và màu này là màu đen. Comment giúp em 135 chuẩn hàng cao cấp giùm em nha mọi người nhá. Nói không với hàng giá rẻ, cái mẫu này quá xịn sò luôn. Là sao cột cái dây em cột cho nó bằng em ơi. Đây nha mọi người nhá, mẫu kèm màu kèm số điện thoại để chị giùm em. Cái này là màu đen nè. Hôm qua thì em có bán set cái mẫu này mà yếm cho mọi người luôn á. Rất là đẹp luôn. Ai mà nhận được cái đồng này là xỉu luôn á. Này cầm lại giúp màu chị đi. Màu kèm cái số điện thoại để chị giùm em nha. Sang không? Màu em mặc xanh rêu nha mọi người. Màu em mặc là xanh rêu nha. Xanh rêu của chị Minh Thư. Có 135. Yên tâm rằng nó không hề mỏng. Tại mấy chị biết sao không nè. Nó tới hai lớp như vậy luôn á. Người yên tâm là không hề mỏng, hai lớp từ trên xuống dưới. Kiều Nương rồi, em lấy nu 135 á, chứ không phải là set nu đâu. Lấy nu 135 á. Vàng cam xanh min đen nu reo của chị Siêm Phạm Phạm. 135.000 quá bèo luôn. Cái này là màu trắng, em dơ lại màu cho rồi còn mấy cái.
có ít lắm. Này là bán tương tác cho mọi người thôi. Rồi cái này là màu đỏ đô. Hàng này siêu xịn nha. Em một cái trắng cho Phương Linh. Reo cho Loan Kim một cái trắng cho Phương Linh. Một đen cho chị Hoa Nguyễn. Cái này hàng này hàng mắc nha mọi người á, mà bán cho mọi người giá như thế này là không ai chơi lại luôn á. Tương tác giùm em đi, còn nhiều mã lắm. Còn đầm baby doll rất là nhiều luôn. Rồi cái này là màu hồng. Màu xanh min. Hả, màu xanh min sang chưa? Màu xanh min đẹp ha. Rồi màu vàng giùm em. Em nói mọi người em mà thử hết màu này chắc tới mai luôn á. Em dơ cho mọi người coi màu thôi. Nó đẹp quá. Mọi người nhìn hàng này. Trắng của Vũ Phương Bưng Kè. Cầm giùm chị đem ơi. Em dơ lại màu cho mấy chị định hình. Màu em là màu rêu cho mấy chị coi cái phong này. Đẹp không? Cái này em mặc là tới qua đầu gối tầm khoảng 1 găng tay á. Em 1m6. Ví dụ như là nào mà lùn quá về cắt lên là được nhá. Tại vì ở dưới này là nó phong cắt đó mọi người. Yên tâm đằng dùm em rất là dễ mặc luôn. Mập ốm hay là đang có bầu như thế nào cũng mặc vừa hết đó mọi người. Chị Thế Châu này đập bao nhiêu ký cũng vô được hết ra rồi. Em còn có mấy cái thôi là hết rồi đó. Ai đấy thì ghi dùm em nha. Trời ơi bầu này mấy chị. Bầu tới tháng cuối luôn ý. Bầu 3 đứa còn kịp luôn đó mấy bà. Chứ đừng nói bầu 1 đứa. Màu hồng của Minh Anh. Cái này bầu 3 đứa còn kịp đó mấy bà. Ráng tương tác của em đi. Rồi cái này là màu cam. 135 Nguyễn Thế Châu là lên cái số điện thoại địa chỉ á. Rồi cái này là màu đỏ đô. Đỏ đô giùm em nha mọi người. Đỏ đô. Rồi cái này là màu màu vàng. Má đẹp quá. Em cầm cái đồng trên tay mà nó mượt. Mượt như nha. Y chang như là tấm lụa luôn đó mọi người. Này. Cái này là màu xanh. Xanh pin đấy nha cả nhà nha. Hello Đan Linh. Rồi cái này là màu hồng. Em còn có mấy cái thôi là hết rồi. Mọi người ơi ráng kéo tương tác lại giùm em đi nha. Minh Anh có màu hồng rồi em ơi. Rồi cái này là màu đen. Màu đen. Cái này nó 2-3 lớp. Yên tâm rằng là nó không hề này mọi người. Cái lớp lót của nó từ trên xuống dưới luôn. Rồi cái này là màu nu. Còn nha Phương Ly nhoi. Rồi cái này là màu trắng. Comment giúp em là màu giùm em nha. Thu Trương lên địa chỉ giùm em. Form đầm này em đã mặc cho mọi người một cái. Ok ok chị. Chị ơi mấy chị ơi chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ giùm em với. Lên thêm cái địa chỉ nữa nha. Mới có đơn được. Phải lên thêm địa chỉ cho mấy chị. Không có địa chỉ không có ra đơn được đâu. Nè chen thêm cái địa chỉ nữa nha. Má màu trắng mặc đi biển là thôi luôn đó mấy bà. Màu trắng mặc đi biển là siêu 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 đã luôn á. Rồi comment giúp em. Yến Nhi Yến lên địa chỉ. Thu Trương lên địa chỉ giùm em nha. Comment giúp em địa chỉ số điện thoại. Mã một dòng. Ai lấy màu nào nữa thì chốt giùm em màu đó nha mọi người ơi. Lên địa chỉ nha để em qua mẫu. Tại hết rồi còn có mấy cái thôi. Cái này là màu đen. Comment lẻ thì còn hàng nha. Đậm màu chị. Đậm vàng là cái gì? Màu đậm vàng là màu gì chị ơi? Đậm vàng hả? Cho chị màu đậm vàng. Hai đen của chị Thu Trương. Đậm chị mặc có 135 thôi. Màu vàng của chị Yến Nhi. Màu vàng đúng không? Cái màu giúp em tương tác chia sẻ lại đi nha mọi người nha. Màu này là màu hồng này. Màu đen, màu nu, màu trắng. Duy Lâm Ý lên địa chỉ giùm em. Mấy chị đẹp ơi cho em thêm cái địa chỉ đi. Nu của Diên Nguyễn. Lên địa chỉ hộ em nha. Không có lên địa chỉ em không có ra đơn được đâu. Mấy chị lên địa chỉ giống như chị Diên Nguyễn kìa. Comment đầy đủ á. Dạ chị xếp vào thẳng có hết rồi. Cái này là màu vàng giùm em. Mới lấy kiểu này mà yếm đẹp lắm chị. Nói chung là nó là một loại em. Nhưng mà nó là yếm với là 2 giây thôi. Nó cung quá thiệt á. Mấy bà hỏi những cái khách mà đã mua cái hàng này bên nhà em luôn rồi. Cầm nó, nó nặng tay. Cầm nó nặng tay cực kỳ luôn ấy. Thiệt á mọi người. Phạm Tiên lên để chị giùm em. Rồi màu giúp em nha. Em dơ lại màu giùm mấy chị một lần nữa. Đó, đẹp không? Má đẹp quá. Phạm Tiên là màu rêu. Cái này là màu trắng. Nu, đen, hồng. Xanh min, vàng, đỏ. Cam với lại là rêu nhá. Em còn có ít thôi, hết rồi đúng không? Hai hồng, hai cam của Nini. Màu đâu rồi trời. Duy Lâm Ý là đen với xanh rêu. Một trăm ba mươi lăm nghìn. Rồi em mặc xanh min cho mấy chị coi. Số em ở Bưng Kè Vũng Tàu nha. Rồi hết luôn rồi. Mấy chị còn mấy cái thôi. Ai lấy thì lẹ nha. Em
đó là mẫu này em ghét nhanh lắm. Mọi người có comment là không có đâu để mọi người lựa nữa đâu. Má ơi, mặc con bé thì chắc chết người luôn đấy. Má ơi, mặc màu này lên giống như chị xỉu á, em nói thật nè. Trời ơi, chắc xinh xỉu luôn. Đẹp lắm luôn đó mọi người, má màu hồng nữa nè. Rồi em lấy 4 cái rồi mà em vẫn muốn lấy tiếp nè. Cách đây 4 hôm em đã bán rồi, em còn muốn lấy tiếp đi nè. Nè màu hồng nè, á ơi xỉu á. Nè màu xanh, cưng ha. Nhìn cái người mình nó dài lắm luôn á. Cái này là màu nâu dùm em. Em còn có mấy màu này nữa là hết sạch luôn rồi đó. Cái này là màu hồng, màu nâu. Má màu trắng để đi biển rồi mấy chị. Màu trắng. Rồi cái này sắp lễ rồi mọi người mua đi mà mặc lễ thiệt á. 30 tháng 4 bữa nay mười mấy rồi đúng không? 18 rồi, còn mấy ngày nữa là ship tới rồi đó. Là mấy chị á hả, xanh của Trinh Dolly đi biển hoặc đi ăn tiệc á. Mặc mấy cái này nó nhẹ nhàng mà nhìn nó lịch sự mọi người. Dài nhẹ nhàng dập ly cưng không? Ôi má ơi, nhìn là biết con nhà giàu luôn á, thiệt á. Mặc cái đầm là nhìn biết là người sang hẳn luôn, em không nói điêu đâu. Thiệt á, xanh minh của chị Như Ngọc. Cầm cái đầm lên mọi người, mặc lên người là người ta biết nhìn người con người sang thế nào rồi đó mọi người cưng không? Ôi má ơi. Sang ha. Rồi em hết rồi, còn được mấy cái thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Cái này thì em không có nói số ký. Thứ nhất là nó dập ly cho mọi người. Cái thứ hai nữa là free size cho mọi người, tại vì nó là dạng phong suông. Đó, cưng không? Rồi comment giúp em là màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em qua mẫu nha. 135.000 em còn 6-7 cái là hết rồi đó. Chị Khánh đổ lên giùm em cái địa chỉ nha. Lên giùm em địa chỉ cho em thêm đầm. Cho chị thêm đầm no là đầm gì chị? Comment rõ giùm em đi mấy chị ơi. Comment chữ cái sai em không biết lấy mẫu nào đâu. Comment đúng giùm em nha. Khánh đổ lên địa chỉ. Rồi ai lấy được giùm em này, hồng, nâu, trắng, cam, đỏ đô, vàng với là xanh min là hết luôn nha. Ai lấy thì comment giúp em là màu. Khánh đổ là hồng với đỏ đô này. Chị Yến Nhi là lấy màu gì á? Đập nơ là gì? Không hiểu. Rồi comment giúp em nha, màu kèm cái số điện thoại để chị giúp em. Đó, hết rồi nha mọi người nha. Nó đẹp quá. Những cái dàn đầm giống như dàn mino ha. Đẹp. Đa sắc màu luôn. Rồi comment giúp em là màu nha mọi người nha. Màu kèm cái số điện thoại để chị giúp em. Rồi kéo tương tác giúp em đi cho chị cái đầm này đi. Comment tương tác chia sẻ giùm em nha mọi người. Ai lấy đầm em mặc nữa thì comment giùm em là đầm kèm màu nha. Đầm kèm màu giùm em. 135.000. Nó đẹp quá. Không muốn thay luôn mọi người. Không muốn thay cái mẫu này luôn á. Ngọc Trâm lên địa chỉ giùm em nha. Ngọc Trâm lên địa chỉ. Ngồi chốt hàng mà ngồi mà mở like thì phát ra coi nữa. Ơi khi sai hàng con đập to. Chị ơi, cái ông này ổng gì tắt điện thoại chứ mà làm. Sai hàng đầu óc để đâu đâu. Địa chỉ cho trên live của em mấy chị ơi, em không có nhận địa chỉ inbox. Em chốt hàng ở trên live thôi mấy chị. Rồi qua mẫu này, qua mẫu định cho mấy chị luôn nè. Bao nhiêu ta? 125.000 cái đầm này. Cái này xỉ bông có mấy cái nên có ít lắm. Ai lấy thì chốt giùm em. Cái này không được đủ 10 cái luôn á. Giờ qua hàng sale mấy chị thôi nha. Không đủ 10 cái đâu mọi người ơi. Cái này comment lẹ nha. Cái này em bán 5 ngày trước rồi đó. Màu giúp em. Cho nên mọi người chốt lẹ ở trên live. 149.000 em xả 155 luôn. Rồi đưa cái ở dưới mình chỉ đi em ơi. Cái này mọi người comment giúp em là baby doll nha. Có ít lắm nè. Chuẩn hàng Quảng Châu loại 1 luôn giùm em. Cái này là màu xanh giùm em nè mọi người. Cái này là chuẩn hàng Quảng Châu nha. Cái này là màu xanh xanh rêu. Màu em là màu hồng. Cái này nè, chuẩn Quảng Châu mọi người nhìn thấy không? Rồi cái này là màu màu nu giùm em. Á ơi. Màu nu, ai mà nhận cái chất vải này rồi là biết nha. Cái này là màu xanh min. Hết rồi. Comment giúp em là màu, số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Em sale còn 125 thôi. Comment giúp em nha. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Đây nha mọi người, đẹp không? Màu kèm ra số điện thoại địa chỉ đối với cái mã này giùm em để em sale giá tương tác với mọi người luôn ha. À
ai lấy thì ghi giùm em. Màu này giúp em là màu hồng. Cái này là màu xanh min. Màu xanh min. Rồi cái này là màu nu giùm em nha mọi người. Nu. Đầm nào chị ơi, đầm nào chụp lại inbox gửi cho em đi, em coi lại mã đó có sai tiền không. Rồi cái này là màu nu, hồng của chị Châu. Cái này có ít lắm, xanh min của Nguyễn Hằng. Này ai lấy thì cướp lẻ chứ, có mấy cái à, nó phải hàng số lượng. Là bán giá tương tác mọi người rất là ít luôn. Cái này là xanh gel nha. Cái này thì em cũng không nói sai, tầm khoảng 58-59kg lại là mang vừa nha. Cái này là baby doll mọi người. Đây, nu của Hân Ngọc. Cái này có ít lắm, ai lấy trước thì có trước nha. Tại vì cái này em không biết là chắc chắn nó có về lại hay không. Tại cái này là hàng Quảng Châu á mọi người. Vải này là vải 100% hàng Quảng Châu cho mọi người. Vải giá rẻ người ta không may được như thế này đâu. Nổ mà cái củ bèo người ta rất là khó may luôn rồi. Đằng sau có cái nút nha mọi người. Màu này là màu xanh rêu này. Có 125.000 nè mấy chị ơi. Chuẩn của Quảng Châu nha. Má ơi màu nu này mọi người. Màu nu là rụng nụ luôn á. Nè. Vài này mọi người đã nhận rất là nhiều rồi má. Vài này mọi người nhận hàng nhiều lắm rồi đó. Từ đầm 2 giây nè. Từ đầm cánh tiên nè. Rồi từ đầm baby doll tay dài nè. Từ đầm baby doll tay phòng nè. Nhiều lắm. Em bán cái vải này cho mọi người nhiều lắm rồi đó. Rất là nhiều luôn. Rồi comment giúp em là màu nha. 125. Quá xịn luôn. Sơ mi trắng đầu lai chỉ mặc là nguyên bộ. Đúng rồi nguyên bộ nhưng mà hết màu trắng rồi. Còn màu nu với màu đen thôi. Rồi comment giúp em là màu nha. Gì vậy? Tên gì vậy? Con đó ngứa hay sao trong người á. Rồi comment giúp em nha. Để tiếng là xả 900 mấy nghìn triệu luôn hả? Đơn lúc nào vậy em? Rồi comment giúp em kèm màu nha mọi người nhá. Kèm màu giùm em. Màu kèm theo số điện thoại địa chỉ. Mẫu này giùm em nhá. Mẫu này là hàng siêu xịn luôn. Comment giúp em là màu nhá. Ủa khách đi đâu vậy? Mẫu này đẹp mà xỉu luôn á. Mẫu này là bán tương tác cho mọi người luôn á này. Hàng đầu like. Đầu tháng tới giờ em bị xả tè le luôn mọi người. Chỉ thì cũng âm binh mà lẻ cũng âm binh luôn á. Kiều Trang đầm mi lên màu hồng. Thân thì Thu Hồng lên địa chỉ giùm em nha. Thiệt sự luôn á. Chỉ với lẻ âm binh nhiều quá. Thiệt. Không muốn cho chỉ lửa luôn á mọi người. Đầm caro xanh còn không? Đầm caro xanh này đầm nào? À hết rồi chị ơi. Thu Hồng là đầm màu nu. Comment giúp em là màu nha mấy chị. Thiệt á. Em nhìn em bán hàng thấy em oải luôn mọi người. Xỉ với lẻ em oải luôn á. Nè lẻ thì bơm lần cục cả triệu mấy vậy đó. Vô like chốt cho vui vậy á. Bởi vậy em hay nói với chị rằng là khách mới phải bắt đi cọc lúc đầu đi đưa chị cục này nè. Chứ khách mới không đi cọc này năn nỉ nè. Rồi xong chốt cho đơn cả triệu bạc rồi công luôn. Con này sắp chết rồi đó. Rồi comment giúp em là màu nha mọi người. Em nói thật những người mà em bán hàng với mấy chị em rất là dễ luôn. Này nỉ em cũng bán hàng với mấy chị. Bán xong mấy chị im ru không à. Gọi điện chốt đơn tới khi đổi cọc là gọi 3 năm không thấy luôn đấy. Não gì cũng phải não người luôn đó mọi người. Người ta like cả 3-4 tiếng ngày. Người ta like cả 7 tiếng đồng hồ. Không có biết nghiệp hay sao á. Rồi comment giúp em màu nha. Rồi qua mẫu đi mọi người. Màu giúp em. Đôi chị xét lại đầu lai. Xét đầu lai chỉ còn đúng 2 màu. Chị đang quạo em ơi. Bớt comment xả bon xả bét đi. Gặp mấy con lúng lộn rồi. Nghe điên trong người rồi đó. Lột lại cho chị đem. Màu xanh với màu da là màu gì? Màu xanh gì chị ơi? Em có 2 màu xanh rồi đó. À, toàn là lên lai chốt cho vui. Xong rồi xả một bớ hàng của em vậy đó. Em là nói đầu tháng nó rất là quan trọng luôn mọi người thấy không? Em có 2 màu xanh ấy chị Phương Trinh ơi. Nó có 2 màu xanh rồi đó chị. Cái này là màu xanh min nè. Và cái này là màu xanh rêu. Chị lấy màu nào? Chị lấy 2 màu xanh nè. Tại vì nó có 2 màu xanh á. Comment lại giúp em màu đi. Tương tác chia sẻ lại để em tặng coupon này 5.000 cho mọi người luôn nè. Tương tác chia sẻ lại giúp em nha. Cái set này em hết rồi mọi người ơi nè. Hàng mà xịt như thế này thì mọi người đừng có bỏ qua thiệt á. Hàng một xịn như thế này đừng có bỏ qua. Em nói thật tình với mọi người luôn á. Thì có like em không phải like ngày 2-3 tiếng như người ta đâu. Ngày em like cả 8 tiếng mấy chị. Mấy chị cũng coi xuyên suốt rồi. Mấy chị biết là em nghỉ có mấy
mấy tiếng buổi chiều thôi đó, tới tối em đã like cho mọi người luôn rồi. Rồi set này có 149 thôi, hai màu. Cái này em nói thật cho mọi người, cái mẫu này ai mà vô được đầu like là nhìn thấy em mặc là mọi người biết em còn có mấy set ra hết rồi. Rồi xanh pin với hồng của chị Phương Trinh, màu trắng em hết sạch lâu rồi chị ơi, màu trắng. Nói chung là cái set này có mấy set à, nó không phải hàng số lượng đâu mọi người, có mấy set thôi, nên là ai lấy thì mọi người nhanh tay lấy. Trời má, màu nu sang cũng bệnh luôn. Màu nu là thứ nhất là vừa tây mà vừa sang, còn cái màu đen này rất là sang. Màu đen này em mặc cho mọi người luôn rồi đó. Rồi comment tương tác giùm em nha, hai màu giùm em hết rồi đó, còn nó mấy set à. Hai màu giùm em là màu màu trắng. Đưa chị cái đầm cánh tiên hôm qua đêm ơi, cái đầm cánh tiên lúc sáng chị có đưa ra không ta? Thiệt có mấy cái con đó nó bị não gì mấy chị thấy không? Mua hàng một mớ xong rồi đi xả cho người ta mớ rồi đó. Cái đầm cánh tiên hôm qua chị like có màu xanh chuối đó, để đâu đây nè. Có màu xanh chuối lấy giùm chị đi. Em để cho mọi người cái đầm này luôn. Cái đầm này nó rất là xịn. Đầm hồng chị mặc 125 của Big Trong. Đây mẫu này cho mọi người nha. Em lên cái, đặc biệt là cái mẫu này em bán không lời mọi người hôm qua giờ luôn.
mấy chị như thế này nó cũng đẹp nữa. Mắt cưng ha, thì có 115.000 bán tặng mấy chị. Kim Thảo lên địa chỉ, chị bút nút là hồng. Và còn mấy cái thôi, ai lấy thì ghi giùm em nha. Đừng có lấy cái với chị 115.000 là nó rẻ lắm luôn á. Em nghĩ là nó dùng với nó là từ bèo luôn mọi người, chứ đừng nói là rẻ. Này mấy chị có thể mặc bệt vai cưng không? Mặc lên vai thì nhìn cái tay mình nó nhỏ. Ráng tương tác giùm em đi mọi người ơi, ráng tương tác giùm em đi. Xanh của Việt của My Ngọc. Cái này đừng hỏi em bao nhiêu ký, trong với chị 200 ký mấy chị cũng mặc vừa luôn á. Tại vì nó thứ nhất là nó baby doll, thứ hai là nó chun đó mọi người, thoải mái lắm. Mà chun ở đây nó phải là niền nha mọi người nha, nó không có bị niền đây cái người mình đâu. Nó rất là êm luôn. Hàng Quảng Châu nên là nó êm lắm. Này khi mọi người bẹt vai thế này mọi người co lên nó sẽ không có bị trùng lên cái dây. Đó, không phải là bẹt vai nó trùng lên nha mọi người nha, nó không hề trùng lên luôn. Nó định hình cái người mình rất là đẹp luôn. Đó, cái màu giùm em tương tác đi mọi người ơi. Phối màu nâu tây 115.000 cái mẫu này. Tụi em đeo không có bán. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Màu, màu này là màu xanh. Má ơi, màu xanh chuối. Rồi cái này là màu hồng. Màu hồng. Tí này em xả bom cho tí nào cục này em xả cho mọi người đợi xíu. Tương tác chia sẻ lại giùm em đi. Để em xả cái cục này 5.000 cho mọi người mua. Rồi cái này là màu xanh coban. Comment giúp em là màu, số điện thoại địa chỉ nha. À, đẹp quá, sắc ha. Thiệt á. Bà nào mà ghiền những cái đầm baby doll là quất hai liền hai cái giùm em. Không có đẹp em không sờ tiền với bà đâu, tiên tinh đi. Rồi comment giúp em là màu nhá, màu kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Rồi ai lấy thử ghi giùm em màu nha mọi người. Xinh quá. Hai cái màu này lại còn ít, ba cái màu này là còn ít nhất luôn. Còn được có mấy cái. Mấy cái mẫu này là ít lắm mà em không có về lại hàng. Không có về lại hàng cái mẫu này tại vì săn hàng Quảng Châu á mọi người, nó rất là khó luôn á. Chứ không phải là về hàng Quảng Châu là hết lô này là về được lô mới đó mọi người ơi. Vải Quảng Châu rất là mắc. Tại sao mà em bán cũng là hàng Quảng Châu mà em bán rẻ như vậy? Là do em săn được cái vải Quảng Châu nó rẻ. Về lên hàng như mọi người là lên xưởng là may cho mấy chị là đúng hàng Quảng Châu luôn. May phong Quảng Châu sao là may lên cho mấy chị như vậy. Thay vì mấy chị mua một cái đầm như vậy, mấy chị phải đợi vải, đợi hàng thì nó rất là lâu luôn. Mà mấy chị mua cái hàng của nhà em là chuẩn hàng Quảng Châu, vải Quảng Châu luôn mà giá rất là bèo. Có 115.000 hàng Quảng Châu không ai bán luôn á. Nói chung là vải này mà mấy chị đi order hàng sỉ á cũng phải là giá từ 155 trở lên á.